1.000 suất ăn mỗi đêm cho lao động nghèo ở Sài Gòn. Ban đêm người vô gia cư, lao động nghèo ít nhận được hỗ trợ hơn. Sợ họ bị bỏ quên, nhóm thiện nguyện của Thành chuẩn bị 1.000 suất ăn đi khắp Sài Gòn tìm người để tặng. Hơn 7 giờ tối, những thành viên của nhóm Đêm Sài Gòn với gần 20 thành viên tập hợp tại một căn nhà trên đường Hoa Câu, quận Phú Nhuận. Mọi người đứng cách nhau vài mét, rải rác trước những cửa hàng đã đóng cửa im lìm. Cũng lúc này, trưởng nhóm Nguyễn Vương Trường Thành bắt đầu xách ra xe của tình nguyện viên những túi quà lớn. Nào là bánh ngọt, sữa tươi và khẩu trang đã được chuẩn bị từ sáng. Sau đó, mỗi nhóm người khoảng 5-6 người cùng 3 chiếc xe chia nhau đi khắp các quận huyện của Sài Gòn tặng cho người vô gia cư, lao động nghèo. Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn được thành lập ra từ năm 2016. Ngoài công việc chính là gia sư, thì Thành và nhóm bạn còn làm sữa chua nếp cẩm rồi đi bán dạo để gây quỹ. Trước dịch thì mỗi tháng 2 lần, nhóm đi phát quà đêm cho người nghèo trong thành phố. Ngoài ra, tiền bán sữa chua còn góp phần để nhóm xây được một cây cầu ở Gia Lai và hai điểm trường ở Hà Giang và Điện Biên. Chàng trai 27 tuổi chia sẻ rằng, mình biết giữa lúc dịch bệnh căng thẳng như thế này, việc đi lại phát quà cũng có thể gây nguy hiểm cho bản thân và các tình nguyện viên. Nhưng nếu không có những chương trình thiện nguyện của cộng đồng, thì người nghèo sẽ rất khó khăn vì thất nghiệp. Vì thế, anh quyết định dồn sức lực và vận động kinh phí từ cộng đồng để có thể hàng đêm đi tặng đồ ăn cho bà con. Tuy là hoạt động làm sữa chua của nhóm phải ngừng lại vì dịch, nhưng mà cũng chính là lúc này, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến anh để chung tay. Những ngày đầu tháng 6, khi chương trình mới khởi động, kinh phí chỉ đủ để nhóm của Thành phát được 100 phần ăn mỗi đêm. Nhưng hiện tại, số lượng đã tăng lên 1.000 phần. Thành cho biết sở dĩ mình không tặng thức ăn nóng như cơm, cháo là vì nhóm không đủ nhân lực để nấu. Hơn nữa, vào ban ngày, nhiều nhóm thiện nguyện cũng đã nấu cơm tặng họ. Bánh ngọt và sữa có thể để dành được lâu hơn và không sợ hư. Còn khẩu trang là vật dụng cần thiết nhất để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch, khi mà những người lao động nghèo vẫn phải ra đường để mưu sinh. Đúng 20 giờ, khi Thành và nhóm bạn lần lượt xuất phát, thì trời đổ cơn mưa. Hôm nay, chàng trai nhận nhiệm vụ tặng quà trên tuyến đường từ quận Phú Nhuận sang quận Gò Vấp. Khi đến đoạn ngã năm Chuồng Chó, Thành dừng xe, lấy phần ăn tặng một bà cụ đang trùm áo mưa, ngồi co ro một góc cạnh cột đèn giao thông. Đem bánh và sữa đến, anh thấy bên cạnh bà là những giỏ tăm bông, kẹo cao su vẫn còn đầy ắp. Bà kể mình là Hoàng Thị Quế, 70 tuổi, quê ở Thanh Hóa, ngồi bán tăm bông ở góc đường này đã hơn một năm nay. Đường phố vắng vẻ vì dịch, nay lại thưa người vì mưa. Đã bán từ hơn 6 giờ tối mà giỏ hàng của bà vẫn còn y nguyên. Hai cái bánh này tôi sẽ để dành ăn sáng. Còn hai bịch sữa chắc tôi đem cho thằng cu ở trong xóm trọ. Bữa nghe mẹ nó nói thằng dịch thất nghiệp, không có tiền mua sữa cho con. Bà cụ nói rồi vội trùm áo mưa lên mấy cái bánh. Thấy những quận trung tâm thành phố thường có nhiều điểm phát quà, người khó khăn ít nhiều đã được hỗ trợ, nên nhiều tình nguyện viên lâu năm của nhóm còn nhận nhiệm vụ chạy xe đi đến các quận vùng ven để tặng. Mai Hiền, 29 tuổi, là một thành viên ở trong nhóm, chia sẻ rằng có hôm vì ra các quận xa, tụi mình chạy xe máy cả nửa tiếng nhưng vẫn không thấy các cô các bác nào khó khăn đang đi trên đường để tặng đồ ăn. Nhưng khi gặp được thì trao cho họ phần quà, tụi mình thấy việc làm của tụi mình càng thêm ý nghĩa vì đến tay được người thật sự rất cần. Đặc biệt trong lúc rong ruổi khắp các con phố, hễ thấy những ông cụ bà lớn tuổi vẫn mưu sinh đến nửa đêm, Thành nán lại hỏi thăm. Khi biết được thông tin của họ, anh về đăng lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ thêm. Đêm ngày 3 tháng 7, hơn 10 giờ, khi đang di chuyển trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, Thành thấy bóng một người đàn ông cầm gậy và xấp vé số ngồi thu lu trong một góc tối trên vỉa hè. Chàng trai dừng lại, mang phần quà vào tặng cho ông, thì anh mới phát hiện ra ông bị mù mất hai mắt. Thành nghĩ và quyết định hỏi thêm hoàn cảnh của ông. Đường phố Sài Gòn thời dịch, hơn 9 giờ tối đã thấy vắng hoe. Ông ấy vẫn còn ngồi cố ngồi bán như thế này, thì chắc cũng đang gặp khó khăn lắm.
người đàn ông mà Thành kể tên là Hòa, 59 tuổi bị mù sau một cơn sốt năm 3 tuổi. Tuy là người vợ của ông bị mù và làm nghề bán vé số, nhưng hai vợ chồng đã cố gắng nuôi được hai con gái ăn học. Đứa con gái út đang học năm cuối và đã đi làm thêm từ hồi năm nhất để tự đóng học phí cho mình. Nghe ông kể, Thành xin phép được về thăm nhà ông để biết rõ hơn về hoàn cảnh. Ông kể rằng mấy hôm nay, bỗng dưng có nhiều người đến nhà tôi cho gạo. Tôi cũng bán được nhiều vé số hơn khi mà có nhiều người nói thấy tên tôi ở trên mạng. Thành nói rằng không chỉ xin phép đến thăm nhà, mình còn hỏi thăm từ hàng xóm của họ để có thông tin rõ ràng hơn, tránh việc giúp nhầm người. Gần 11 giờ đêm, túi quà lớn ban đầu đã hết sạch. Chàng trai trẻ lái xe trên con đường vắng trở về nhà. Trận mưa đêm khiến con phố vắng người và lạnh hơn. Thỉnh thoảng chàng trai ấy vẫn thấy bóng dáng những ông cụ, bà cụ còn cầm xấp vé số đi trên đường. Những người phụ nữ vẫn cố tấp xe đạp vào lề để tìm kiếm một chiếc chai nhựa trong thùng rác. Nhưng tiếc rằng Thành lúc này chẳng còn cái bánh nào để tặng cho họ. Thành nghĩ rồi quyết định ngày mai vẫn sẽ tiếp tục làm công việc này. Lúc trước dịch, chỉ 300 phần quà mà tụi mình phải đi đến nửa đêm vẫn chưa hết. Bây giờ chỉ 2 tiếng thôi là đã hết sạch. 1.000 phần có lẽ vẫn là chưa đủ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.